và phụ huynh, cô chào tất cả các bé yêu. Hôm nay tôi sẽ đồng hành cùng các bậc phụ huynh hướng dẫn dạy các bé vận động bài hát Chú Bộ Đội của tác giả Hoàng Hà. Bây giờ các bé hãy cùng cô lắng nghe bài hát này nhé. Bài hát có tên là bài hát gì? Của tác giả nào? À, đúng rồi, đó là bài hát Chú Bộ Đội của tác giả Hoàng Hà. Bài hát đã nói về công việc của chú bộ đội đang hành quân để bảo vệ tổ quốc, cho chúng ta có một cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Để cho bài hát này được hay hơn, hấp dẫn hơn, chúng mình có thể hát kết hợp với vận động múa minh họa đấy. Và ngay bây giờ, cô sẽ thể hiện bài hát kết hợp với vận động múa minh họa. Các bé hãy chú ý quan sát nhé. Chúng mình từng động tác theo từng câu hát một nhé. Các bé hãy chú ý nào. Ở câu hát đầu tiên, vai chú mang súng, mũ cài ngôi sao đẹp xinh. Một tay cô để trên vai, một tay cô để vuông góc trước ngực, chân dậm tự nhiên theo nhịp bài hát. Vai chú mang súng, mũ cài ngôi sao đẹp xinh. Câu hát thứ hai, đi trong hàng ngũ, chú hành quân trông thật nhanh. Hai chân dậm tại chỗ, hai tay vung tự nhiên. Đi trong hàng ngũ, chú hành quân trông thật nhanh. Ở câu hát thứ ba, chú bộ đội, chúng cháu yêu chú lắm. Một tay cô chống hông, một tay cô đưa về phía trước, lòng bàn tay úp. Cô vẫy ba cái, sau đó cô bắt chéo vào trước ngực. Chú bộ đội, chúng cháu yêu chú lắm. Súng chắc trong tay, chú canh giữ cho hòa bình. Cô làm như động tác ban đầu. Một tay cô để trên vai, một tay cô để vuông góc trước ngực, chân dậm tự nhiên theo nhịp bài hát. Súng chắc trong tay, chú canh giữ cho hòa bình. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn các bé từng động tác theo từng câu hát một rồi. Bây giờ, cô sẽ thể hiện bài hát kết hợp với vận động múa minh họa từ đầu cho đến hết bài hát này. Chúng mình vận động lại cùng cô một lần nữa nhé. Hướng dẫn chúng mình vận động múa minh họa bài hát Chú Bộ Đội rồi đấy. Và còn rất nhiều cách vận động khác cho bài hát này, như chúng mình có thể vận động nhún hay lắc lư theo bài hát. Để giúp các con vận động được bài hát này, đầu tiên phụ huynh cần cho các bé nghe bài hát 2 đến 3 lần. Sau đó phụ huynh dạy trẻ vận động theo từng câu hát như tôi đã hướng dẫn trong bài học. Phụ huynh cho trẻ vận động 2 đến 3 lần.
thì trẻ có thể vận động được. Phụ huynh quay video và gửi cho cô giáo của các bé nhé. Xin cảm ơn các bậc phụ huynh. Cô chào các bé.